vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay thứ ba ngày 23 tháng 4. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bà Kim Oanh yêu cầu ông Trần Quý Thanh bồi thường 531 tỷ đồng. Khánh thành cầu Châu Đốc bắc qua sông Hậu. Lời kể của công nhân thoát chết trong vụ tai nạn lao động làm 7 người tử vong ở Yên Bái. Làm rõ vụ Lâm Vlog đốt pháo hoa trong rừng Đà Lạt. Hai trực thăng đâm nhau lao xuống đất làm nhiều người chết ở Malaysia. Tên lửa Nga đánh trúng tháp truyền hình cao 240m ở Kharkov. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 23 tháng 4. Ngày 23 tháng 4, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với ông Trần Quý Thanh, giám đốc công ty Tân Hiệp Phát, cùng hai con gái là bà Trần Uyên Phương 43 tuổi và bà Trần Ngọc Bích 40 tuổi. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái hầu tòa do bị cáo buộc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân với tổng số tiền hơn 1.048 tỷ đồng. Đúng 8 giờ sáng, bị cáo Trần Quý Thanh và con gái là Trần Uyên Phương được dẫn giải đến tòa. Bị cáo thứ ba được tại ngoại là Trần Ngọc Bích cũng có mặt tại phòng xử ngay sau đó. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ hôm nay đến ngày 25 tháng 4 do thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tòa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa theo sự phân công của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, gồm ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàng Đông. Các bị hại trong vụ án được xác định gồm bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Trung, ông Lâm Sơn Hoàng, ông Nguyễn Huy Đông. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai và 34 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Ông Trần Quý Thanh và hai con gái có 4 luật sư bào chữa. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2020, ông Trần Quý Thanh cùng Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương thông qua môi giới đã cho 4 cá nhân vay tiền với lãi suất 3% một tháng. Tổng trị giá tài sản chiếm đoạt đối với cả 4 bị hại được xác định là hơn 1.048 tỷ đồng. Điều kiện cho vay được đặt ra là các chủ tài sản hoặc dự án thế chấp phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản hoặc cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Tuy nhiên, theo điều tra thì khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc lãi theo thỏa thuận, nhưng cha con ông Trần Quý Thanh lại viện ra các lý do để không trả lại tài sản. Tại phần thủ tục, thư ký tòa báo cáo hội đồng xét xử về việc bị hại Đặng Thị Kim Oanh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai, có đơn xin xét xử vắng mặt. Tổng số tiền bà Kim Oanh yêu cầu ông Trần Quý Thanh bồi thường do mất cơ hội phát triển kinh doanh tại các dự án là 531 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài từ hôm nay đến ngày 25 tháng 4. Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 22 tháng 4, ông Huỳnh Thanh Kiều, 66 tuổi, quê Hậu Giang, làm bảo vệ tại cửa hàng tiện lợi trong khu dân cư Việt Sinh, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì có người tới bắt chuyện, hỏi về chậu cây cảnh đặt trước cửa hàng. Khi nam bảo vệ mất cảnh giác, quay lưng đi, thì bất ngờ xuất hiện hai đối tượng đi tới bẻ khóa trộm một xe tay ga của khách rồi tẩu thoát. Vụ việc sau đó được trình báo cho công an địa phương tới điều tra. Phía công ty bảo vệ và chủ xe cũng thương lượng với nhau, yêu cầu ông Kiều phải đền cho một số tiền lớn để mua lại xe khác. Tuy nhiên vì cuộc sống khó khăn, không có tiền nên phía công ty sẽ cho ông Kiều ứng trước nhiều tháng lương để có tiền trả cho chủ xe. Biết được vụ việc, tối ngày 22 tháng 4, nhiều người đã tới thăm hỏi, hỗ trợ đồ ăn và tiền cho nam bảo vệ tội nghiệp này. Riêng hai nghi phạm còn thực hiện thêm một vụ trộm xe SH ở phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, chỉ sau đó 20 phút. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, truy xét. Kênh YouTube Lâm Vlog có hơn 10 triệu người đăng ký phát cảnh đốt pháo hoa trong rừng ở Đà Lạt trước sự chứng kiến của nhiều người. Hành động của Lâm dẫn đến nhiều trao đổi trái chiều, có ý e ngại vì có thể dẫn đến cháy rừng. Cụ thể, trong video clip có tên Thử thách cắm trại đấu giá với khách mời, tập 4 Cắm trại đấu giá bí mật được quay trong một khu rừng thông tại Đà Lạt. Nội dung của clip chủ yếu nói đến hoạt động cắm trại, vui chơi, nấu ăn của Lâm và nhóm khách mời. Trong video clip này, Lâm đã tổ chức đốt pháo hoa trước sự chứng kiến của nhiều người. Theo nội dung từ video clip, Lâm dùng pháo hoa Z121 của Bộ Quốc phòng đặt trên bãi cỏ trong rừng để đốt. Hành động của Lâm dẫn đến nhiều trao đổi trái chiều, có ý e ngại vì có thể dẫn đến cháy rừng. Khu vực rừng nơi Lâm quay phim và đốt pháo hoa là đồi Đa Phú, phường 7, Đà Lạt. Đây là khoảng rừng đặc dụng ở nội ô Đà Lạt. Hàng ngày có nhiều du khách đến tham quan ngắm cảnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, quy định về phòng cháy chữa cháy rừng nghiêm cấm việc đốt lửa, sử dụng lửa trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng. Phân khu phòng hộ rất xung yếu, đốt lửa, sử dụng lửa ở các khu rừng dễ cháy. Thảm thực vật khô nỏ vào mùa hanh khô, các hành vi khác trực tiếp gây ra nguy cơ cháy rừng.
Cơ sở để xử phạt các hành vi liên quan là hậu quả phải được xác định. Tuổi Trẻ đã liên hệ kênh Lâm Vlog để trao đổi về vấn đề trên. Tuy nhiên, kênh chỉ xuất hiện tin nhắn trả lời tự động, thông báo sẽ phản hồi trong 24 giờ. Đường vành đai phía Tây Đà Nẵng sau 5 lần 7 lượt lỗi hẹn hiện đang chạy nước rút về đích. Ghi nhận những ngày này, các đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn tất những giai đoạn cuối cùng của dự án đường vành đai phía Tây Đà Nẵng. Tại điểm giao với quốc lộ 14B, nhiều thiết bị, công nhân đang trải thảm nhựa để hoàn tất những công đoạn cuối cùng. Dọc theo tuyến vành đai này, hệ thống cây, hoa cũng đã được trồng và đang được chăm sóc. Ở khu vực sạt lở qua xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, các đơn vị cũng đang dọn đất, đồng thời tiến hành thi công các phần việc còn lại. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng, chủ đầu tư cho biết đang xin ý kiến lãnh đạo thành phố cuối tháng này sẽ khánh thành dự án. Theo chủ đầu tư, đối với đoạn sạt lở thì phía làn phải sẽ làm bằng bê tông vì chỗ này có nước ngầm. Theo tìm hiểu, tuyến đường vành đai phía Tây Đà Nẵng có chiều dài gần 19,2 km, điểm đầu giao với quốc lộ 14B, điểm cuối nối tiếp vào trục đường chính khu công nghệ thông tin tập trung. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2017 đến năm 2020. Sau nhiều lần được gia hạn, công trình vẫn không thể về đích. Dự án tiếp tục đưa ra tối hậu thư cuối tháng 12 năm 2023 phải thông tuyến chính. Tuy nhiên vào thời điểm này thì lại xảy ra sạt lở nghiêm trọng kéo dài hàng trăm mét, đến nay việc xử lý mới cơ bản xong. Liên quan vụ tai nạn lao động kinh hoàng tại nhà máy xi măng Yên Bái, anh Nông Văn Tuân, 29 tuổi, ở huyện Yên Bình, một trong ba công nhân ở ngoài bị hất văng xuống đất, cho biết sức khỏe anh đã ổn định hơn, anh chỉ bị trẹo và đau nhẹ ở chân phải. Khi kể lại khoảnh khắc máy nghiền xi măng bất ngờ quay trong lúc sửa chữa khiến 7 đồng nghiệp tử vong, anh Tuân thốt lên, quá sợ và ám ảnh. Bởi hơn 5 năm làm việc tại nhà máy, chưa bao giờ xảy ra sự việc như vậy. Theo anh Tuân, sau khi nghỉ ăn cơm trưa, khoảng 12 giờ 30 phút, anh cùng 9 công nhân nhà máy xi măng Yên Bái tiếp tục bảo dưỡng máy nghiền số 3. Anh Tuân cùng 2 công nhân làm nhiệm vụ sửa chữa ở bên ngoài máy nghiền, còn 7 công nhân khác vào bên trong để thay các tấm lát bị mòn. Khi vừa làm được khoảng 30 phút thì máy nghiền bất ngờ hoạt động. Lúc này, Tuân cùng 2 người công nhân nữa bị hất văng xuống đất. Trong lúc rơi xuống thì em nhẹ hơn, còn kịp nhìn thấy hai anh em kia là nằm liệt rồi. Trong cảnh tượng đấy cũng với máy vẫn quay, đấy là không còn cảm giác gì nữa. Nó hoảng sợ, chỉ biết là các anh trong đấy là không còn nữa, không cứu nữa. Em chỉ là hô mọi người xung quanh đi cứu phục. Chứ lúc đấy không nghĩ được gì, quá sợ, ám ảnh. Một lãnh đạo công an tỉnh Yên Bái cho biết, hôm nay, đơn vị tiếp tục phối hợp cùng cơ quan tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân. Theo vị lãnh đạo, sau khi khám nghiệm hiện trường xong, cơ quan điều tra sẽ xem xét. Nếu có căn cứ thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ theo quy định. Sáng ngày 23 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khánh thành thông xe cầu Châu Đốc, cây cầu thứ 3 bắc qua sông Hậu, phá thế lũy phà từ thành phố Châu Đốc đi thị xã Tân Châu, đồng thời giúp kết nối thông suốt từ Kiên Giang đi Đồng Tháp. Cầu Châu Đốc có mặt cắt ngang rộng 14m, đảm bảo cho hai làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp. Tổng chiều dài cầu 667m, kết cấu nhịp chính dầm hộp đúc hẳn cân bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h. Tổng giá trị hợp đồng gói thầu hơn 534 tỷ đồng. Cầu Châu Đốc là công trình giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thông tuyến quốc lộ N1, kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ, nằm trên trục hành lang biên giới các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại liên vùng, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và của tỉnh An Giang nói riêng. Gắn với mục tiêu đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Chuyển sang phần tin thế giới, ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, hai chiếc trực thăng hải quân Malaysia bị rơi trong lúc huấn luyện tại sân vận động Hải quân Hoàng gia Malaysia ở bang Perak. Theo báo The Star, đoạn video quay lại vụ tai nạn cho thấy một chiếc trực thăng đã cắt cánh quạt của chiếc trực thăng khác, sau đó cả hai lao xuống đất vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng.
hai chiếc trực thăng trong vụ tai nạn là Fennec M5026 và HOM M5033 bị rơi khi đang huấn luyện chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Hải quân lần thứ 90. Các nguồn tin cho biết vào thời điểm gặp nạn, phi hành đoàn gồm 3 người điều khiển trực thăng Fennec, trong đó có 7 thành viên phi hành đoàn trên trực thăng HOM. Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Perec thông tin toàn bộ 10 người trên hai chiếc trực thăng gặp nạn đã thiệt mạng. Trong trận đấu giữa Independiente Medellin với Atlético Nacional diễn ra vào ngày 22 tháng 4 tại giải vô địch Colombia, một sự cố kinh hoàng đã xảy ra khiến cả thế giới bóng đá chấn động. Theo đó, khi đang chuẩn bị thực hiện quả đá phạt góc bên cánh phải vào phút bù giờ thứ hai, cầu thủ người Uruguay Pablo Cepelini của Atlético Nacional đã bị một con dao nhỏ ném từ khán đài trúng vào đầu khiến anh phải ôm đầu trong đau đớn. Con dao còn trúng vào người nữ trọng tài biên đang đứng cạnh anh. Rất may, Cepelini đã được đội ngũ y tế chăm sóc kịp thời và nhanh chóng bình phục. Liên đoàn bóng đá Colombia đã mở cuộc điều tra và khẳng định sẽ có hình phạt thật nặng dành cho những kẻ đã có hành động ném dao vào cầu thủ. Ngày 22 tháng 4, theo giờ địa phương, kênh Guardian News của Anh đưa tin tên lửa Nga bắn trúng tháp truyền hình cao nhất ở Kharkov của Ukraine, khiến nửa trên công trình này bị gãy và rơi xuống đất. Ông Vitaly Ganchev, quan chức do Nga bổ nhiệm tại Kharkov, cho biết dữ liệu sơ bộ cho thấy tòa tháp được gắn nhiều thiết bị, trong đó có anten liên lạc và thiết bị điều phối hoạt động phòng không. Ông Vitaly Ganchev cho biết thêm, thành phố cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn tín hiệu truyền kỹ thuật số, đồng nghĩa với một trong những phương thức chủ yếu để tuyên truyền của đối phương đã bị phá hủy. Chưa rõ loại vũ khí được sử dụng trong đòn tập kích, nhưng tài khoản RV Voenkor chuyên đăng tư liệu trên Telegram về lực lượng Nga tham chiến tại Ukraine nói rằng máy bay nước này đã phóng tên lửa hành trình chiến thuật KH-59 nhằm vào mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Tháp truyền hình Kharkov cao gần 241m, được sử dụng để phát tín hiệu truyền hình và phát thanh FM trong phạm vi đô thị cùng tên. Đây là công trình cao nhất thành phố Kharkov và cũng là tháp truyền hình cao thứ 5 tại Ukraine. Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai 24 tháng 4, cả nước tiếp tục có nắng nóng, trong đó khu vực Tây Bắc, Bắc Bộ và vùng núi từ Nghệ An đến Hà Tĩnh có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cảnh báo 25 tháng 4, nắng nóng ở Nam Bộ và nhiều địa phương trong cả nước có khả năng gia tăng về cường độ và còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Thông tin cảnh báo đáng chú ý khác đó là chiều tối và đêm nay 23 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực. Quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổi trẻ.vn, hệ thống Fanpage và YouTube báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.